Kỹ thuật viên của chúng tôi đang sử dụng máy khoan đất Takeo TK205B để khoan lỗ đường kính 30cm cho trồng cây sầu riêng. Máy khoan đất Takeo TK3B với dung tích xi nanh lên 68cc 2.5HB. Máy có thể khoan dễ dàng các mũi khoan đường kính từ 10, 15, 20, 25 và 30 trên mọi địa hình đất đồi, đất trồng cây lâu năm, đất nhiều cỏ, đất nhiều rễ cây và đá nhỏ.